Rồi, em xin chào đến tất cả các bác nhé. Xin chia sẻ các bác một số tác phẩm. Tác phẩm đầu tiên là một tác phẩm Ruối nhè đá, gọi là dẹt thân nhưng mà bóc hết đá rồi. Giờ chỉ còn nhè một số hoàn bên trên và dưới thôi. Cây rất là quý, thiên nhiên tạo cho, nó như một cái cây kỳ thú. Các bác nhìn thấy nó vẹn thân mà nó quấn như này. Đấy, nó dẹt thân. Đấy, em đứng như này các bác biết rằng là một cây rất là to. Đấy, nó vẹn này. Đấy, trông như một con linh quy bất động. Đây, những cái tác phẩm này là tác phẩm thiên nhiên tạo cho, nó dẹt quấn theo. Đấy, đấy, xoát phất từ chân bệ này, nó quấn theo này, nó quấn theo ra đây, nó quấn xuống đây và lên đây, rất là quái thú và nó đặc biệt. Đấy, lên đây thì những cái phần chân rễ và những cái phần rễ nó ra để mà gấp lại, nó nghệ thuật như này. Biết thời gian nó là một cái cây mà rõ ràng ngoài thiên nhiên không biết bao năm rồi, nói tuổi đời thì nó quá nhiều năm rồi mà nó kỳ thú như này. Cái tác phẩm nó vẹn thân mà nó dẹt quấn là kỹ đấy, tay cành em làm nó ra nó to hết rồi đấy, các bác nhìn quấn lên đấy, một cây Ruối và một cây Hoàng Anh Mộc, tên Hoàng Anh Mộc. Thích cái là cái thân nó quấn như một cái kỳ thú, xong lại có một cái phần chân rễ này, các bác nhìn này, có một cái phần chân rễ nó gấp xuống đây, nó quý này. Đấy, nguyên bản phần chân rễ và thân đây nó lên nó dẹt này, ủ đầu. Đấy, máy quay quay chi tiết ngoài tí vào cho các bác xem. Đấy, đây nó thân nó vẹn này, những cái phần nhà tì đá ngày xưa nó vẹn hết rồi đây. Cái này nó là một cây thật sự các bác kẹp bới hết ra bắt đầu mới hở được cái chân bệ, ngày xưa nó kẹp hết vào trong, nó vẹn nó kẹp hết vào trong. Đấy, ra ăn đây này, ra ăn đây những cái viên gành nó tì nó gấp này. Đấy, và nó còn dính vào đây. Đấy, dính vào đá, quay gấp đây. Ấy, nhìn rất là tính. Một cái cốt cây mà nó thật sự thiên nhiên ban tặng cho nó quá hùng vĩ và nó quý. Quý cái là mình ngắm mãi không chán. Đấy, vẹn thân và cuốn quặn ra. Quả Phúc làm rất là gọn tổng thể. Rồi, quay sang kia để đo kích thước cho các bác xem cái này. Đấy, mặt nào nó cũng đẹp. Điều khúc là rất là điểm nhấn, là điểm từ đây nó rất là cuốn theo đẹp. Đấy, đo kích thước cho các bác xem phần vanh vệ nhé. Dàn đây là 2m36 này. Đấy, vanh phần chân rễ đấy, tổng độ tàn cái này em làm ra đây là 1m65. Chiều cao của cây quả Phúc làm từ đấy xuống với mặt chậu là 1m55. Đấy, qua đây xin chia sẻ cái tác phẩm này để cho các bác là 115 triệu bao vận chuyển cho các bác nhé. Đấy, đấy. Thân bệ nó hoành tráng, nó dẹt như này, nó vẹn thân như này. Và trên bệ đẹp rồi. Đấy. Các bác thấy những cái cốt như này mà em bán cho các bác để còn bao vận chuyển đến các bác, những cây thiên nhiên tạo cho nó đẹp như này. Đấy. Rất quỳ thú. Rồi, tiếp theo em sang một cây nữa. Rồi, tiếp theo xin chia sẻ các bác một cây Lam Điền nhé. Một cây Lam Điền các bác cũng bảo là quay cho bác cây hoàn thiện này. Cây hoàn thiện đây thì cái là cái phần thân gốc này, thời gian nó chơi nó rất là hóa cổ và tay cành thì em làm cũng lâu rồi đấy, mà nó là một cây già rồi đấy. Xin chia sẻ các bác này, cây nó lên đấy, nó như một cái cây mà thiên trụ đấy. Dáng tay cành phiêu mà chân bệ rất là quý, già chuyển màu đồng hết rồi. Đấy, mặt nào nó cũng đẹp. Đây, mặt quay lựa lựa sang với mặt bên này cho các bác xem. Tuổi đời nó cao rồi, nó già cây. Đấy.
Bác nhìn này, phần cái chân bệ móng này, thời gian, những cái cây thời gian nó độ già nó chuyển đều màu, đấy, nó lu như này, đấy, nó hóa cây. Những cái cây mà thời gian nó càng khi nó hoàn thiện rồi thì mình chơi nó thích. Cái tay làm các thứ này bác nhìn nó to như này. Đấy. Rất là quý cây này nhá. Nay quay lên cho các bác một cây Nam Điền để các bác. Đấy, anh bạn ở Nghệ An ơi. Đấy, anh rất là hỏi một cây mà nó cân đối đẹp. Thì đây, quay cho anh xem. Đưa tác phẩm này về. Tại vì tác phẩm này cũng là của bác. Cái bác chơi lâu rồi. Bác lại nhượng lại cho cái tác phẩm này. Hôm nay cũng xin chia sẻ đến các bác cây này. Là một cái tác phẩm Nam Điền rất là quý. Già cây đẹp, tổng hoàn thiện. Các bác chỉ việc chơi thôi. Em đo cái bể cho các bác này. Cái bể này là 1m2. Và cái phần bệ nhé, đường kính phần bệ ra đây là 90 này. Tổng độ tàn của cây này ra đây là 1m6. Cái này chiều cao là 1m25. Cao là 1m25. Cũng chia sẻ để cho các bác cây này thì là 105 triệu. Đấy, bao vận chuyển cho các bác nhé. Em thì sở hữu được một chút thôi nhưng lại để nhượng cho các bác. Những bác nào mà yêu thích chơi cây hoàn thiện, đấy hỏi em một cây Nam Điền nhé. Rất là quý luôn. Rồi, tiếp theo sang một cây nữa. Đấy, tiếp theo xin chia sẻ các bác một cái cốt Hoàng Anh Mộc nữa nhé. Cốt ruối Hoàng Anh Mộc rất là quý. Cái này thì được cái là cái phần thiên nhiên tạo cho, khai thác được cái cốt nó rất hay. Từ đây nó quận vẹn ra đây. Đấy. Quận vẹn bệt ra đây. Đấy. Cái đầu thân này. Em chỉnh được cái bông tàn. Bây giờ nó cũng đang vào form. Đấy. Các bác nào mà yêu thích thì em lại nhượng cho tác phẩm này. Cái này thì là em đang quây xuống. Cái chân bệ nó còn xuống dưới nữa. Rất là hay. Cái cốt này được cái rất là lùn lực mà thiên nhiên tạo cho. Đẹp. Chiều thân chiều bệ này. Đấy, phần bên này nó cũng được cái này, nó đặc biệt là nó theo chân thiều chân rễ nó dẹt lên, nó quấn thêm và cái quả phúc. Đấy. Đều cái này thì cũng chỉ là đang cho gọi là tạo dựng những cái bông tay cành, còn cái cốt này thì nó đang là một cái cốt thiên nhiên tạo cho, rất là quý. Có những cái điểm mà mình có những điểm nhấn mình làm nó lạ. Mà xem những cái cốt này thì mình làm lâu nó không chán. Đấy. Nó được cái là cái phần thân củ chân rễ nó đẹp. Rồi qua đây cũng xin chia sẻ đến tất cả các bác cây này. Rồi em đo kích thước các bác cây này ra đây này, 1m2 này. Tổng độ tàn cây này lên đây là 72. Đấy, rất là lùn lực. Đấy, cái này thì cũng xin chia sẻ các bác để cho các bác là 26 triệu 500 nhé. Đấy, bao vận chuyển cho các bác. Gốt rất hay để chia sẻ để cho các bác về chơi. Nó cũng đặc biệt là cái chân bệ nó hay. Nó bám ở suối đá, nó vần dẹt, dẹt thân. Rồi, tiếp theo sang một cây nữa. Đấy, tiếp theo xin chia sẻ các bác một cái cốt ổi nữa nhé. Cái này thì được cái phần chân gốc nó xuống dưới này đó. Em đang phủ để nuôi thêm cái chân chân rễ nó đẹp. Cái này nó là một cây ổi găng, rất là dẹt. Cây nó dáng cao thì em sửa cắt đi nuôi lại làm cho nó côn cây này. Đấy. Một cây ổi rất là... Được cái là thân bệ nó từ đây. Gồ gà nó gấp ra đây. Lên đây. Đấy, lên đây. Một cây ổi ba vai cũng được. Đấy. Thân bệ nó như này. Đấy. Đây. Nhìn nó thích chưa? Chân bệ nó phê này. Đấy. Xin chia sẻ các bác cái cây ổi này, em đo kích thước cho các bác nhé. Này là bệ đây là 1m15 này.
Tổng độ tàn cây này ra đây 1 mét này. Chiều cao của cây này làm là đấy, 58 này. Đấy. Cũng xin chia sẻ các bác cây này. Để cho các bác là 9 triệu này. Bao vận chuyển cho các bác nhé. Các bác nào yêu thích những cái cốt như thế này để về làm thêm này. Rồi em tiếp theo sang một cây nữa. Đấy. Tiếp theo xin chia sẻ các bác một cái cây dưới đấy nhé. Một cây dưới trực lùn nực. Cái cốt nó rất hay, thân lạc này, xụ xị đấy. Cốt rất là côn cây, xụ xị phần tử đấy. Chỉnh được bông tàn. Cái này thì cái dáng trực, nhưng mà cái là cây khai thác thiên nhiên tạo cho. Này thì cũng được cái là tay cành là cũng cắt sửa, chỉnh sửa. Đấy. Chia sẻ các bác nào mà yêu thích cái tác phẩm này điện cho em để em đo kích thước và giá các bác nhé. Cốt trực rất là đẹp, 98 phân côn cây, gian đây là 60, chiều cao của cây này là 58, cốt trực côn này cũng xin chia sẻ để cho các bác là 10 triệu nhé, bao vận chuyển cho các bác. Rồi, tiếp theo em sang một cây nữa. Rồi xin chia sẻ các bác một cây dưới nhé, một cây dưới, cây hoàng anh mộc, cái khai thác thiên nhiên tạo cho phần thân bệ cây dáng bay. Đấy, nó được cái làm cũng lâu rồi, cây trên cái bể vuông à, ù này. Các bác chơi nhiều lúc thích là em cũng không động được, nhưng động làm với những cái viên đá ra đây. Có cành bay rất phiêu nhá. Dáng nó cũng rất là hay. Mà mình thích làm đây mà bông cổ cũng được, mình duỗi làm tự nhiên cũng đẹp. Nó phôi nó cũng đẹp rồi. Bù ghi chân phát, chân cũng rất là hay này. Đấy, đang đây. Bù quay lại. Bông tàn các thứ là em chỉnh tay các thứ là có hết rồi, ổn hết rồi các bác. Thì việc làm chỉnh chu, thích thì cắt tỉa theo bông cổ, không thì làm theo nét tự nhiên. Đấy, cột cây này. Phần chân rễ em đo, phần bệ rễ đây 1m56 này, tổng độ tàn ra đây là 80 này, chiều cao của cây này là 56 này. Đấy, giá để cho các bác là 8 triệu nhé, bao vận chuyển cho các bác nhé, trên đấy bể to. Đấy. Mà miền Bắc thì lấy 7 triệu rưỡi. Đấy. Miền Nam thì lại Gia Lộc bác 500. Ừ. Rồi, tiếp theo sang một cây nữa. Đấy, tiếp theo xin chia sẻ các bác một cây dưới hay là gọi là cây Hoàng Anh Mộc nhé. Chia sẻ hai cây này thì nó là được một cái cặp ngày xưa em làm, là làm từ con cốt phôi ban đầu, bây giờ nó hoàn thiện rồi, răm cành nó đẹp rồi. Đấy, cắt ra thì bộ xương nó đẹp, cây thiên nhiên mà hàng bê tay, chậu là chậu 40, rất là cốt cách, cây nó rất hay nhá, răm cành rất là chi tiết. Hãy quay chi tiết nhá. Đấy. Đấy, rất là chi tiết nhá. Em lựa mặt này cho các bác quay cả hai mặt này. Đấy. Đấy, cây này dưới mà nó còn ve sẹo tì này, đấy, khai thác tì này, răm cành kỹ hết rồi. Những cái thân của Phúc này, tại vì cái thân bệ này là nó vào đấy, nó liền lạc nhau, em để là 5 thân, 5 của Phúc để làm ra một cây tự nhiên. Cái này được cái là cả một đôi nhé, đây một cây nữa, đây một cây nữa. Bán cho bác nào bác ấy sở hữu cả một đôi để cho nó thành hai cây về chơi với tay nó rất là đẹp. Đúng. Làm cành các thứ này rất là kỹ thôi nhé. Này tuốt ra bộ xương rất là đẹp luôn. Các bác chơi được cả đôi về thưởng lãm. Để cho các bác là làm lâu rồi để các bác hợp lý. Đúng. Như một đôi này nó bán cho các bác là vào 13 triệu 500 thôi. Cả một đôi. Bao vận chuyển cho các bác. Đấy, tận nơi. Để em đo kích thước cho các bác nhé. Hai cây giá 13 triệu 500. Và cây này thì là vành 65 này.
Vênh xấu năm tàn ra đây là 52 này. Chiều cao của cây này là 38 này. Đấy. Cái này là vanh 67 này. Tổng độ tàn ra đây là vào 40 này. Chiều cao của cây này là 36 này. Đấy. Để cho các bác một đôi 13 triệu 500 nhé. Một đôi dưới này nhé. Đấy, bác nào yêu thích lấy cả đôi, không lấy một cây cũng được. Rồi. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh và bình luận bên dưới video nhé.